Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, hiện nay thì lưu lượng tin nhắn rác ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của người sử dụng. Bên cạnh đó cũng gây ảnh hưởng đến uy tín của các nhà cung cấp và còn những thiệt hại khác đáng kể hơn nữa. Và để tìm hiểu rõ hơn về hình thức xử lý tin nhắn rác, xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng đối thoại với ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bắt đầu, Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Trong vài năm gần đây, tin nhắn rác thực sự là nỗi ám ảnh cho người dùng điện thoại di động. Cho dù cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý, nhưng vấn nạn này tiếp tục diễn ra và không có dấu hiệu suy giảm. Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu thanh tra tích cực kiểm tra, xử phạt hành vi phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo để lập lại trật tự trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nội dung số. Thế nhưng dù mức phạt có nặng thì tin nhắn rác chỉ giảm trong một khoảng thời gian nào đó và lại tiếp tục diễn ra làm khổ người dùng di động. Thực chất câu chuyện của nhà mạng về tin nhắn rác vẫn là góc độ kinh doanh. Thực tế cho thấy các nhà mạng hoàn toàn có thể tự mình ngăn chặn tin nhắn rác khi tiến hành các biện pháp kỹ thuật theo dõi tần suất, cú pháp, thậm chí khi cần thiết cả nội dung để có thể loại bỏ các sim phát tán các nội dung quảng cáo môi giới khuyến mại. Thưa ông, trước khi bắt đầu thì Minh Vy xin mời ông có những cái đánh giá cụ thể về hiện trạng của tin nhắn rác hiện nay ạ. Với cái chính sách cước rẻ như hiện nay thì chúng ta thấy chúng ta hàng ngày những người khách hàng nhận được rất là nhiều. Và đây là vấn đề mà cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian vừa qua đã luôn luôn phải tăng cường quản lý để siết chặt cái vấn đề này. Các nhà mạng di động như là Vinaphone, là Viettel đã phát hiện và xử lý chặn một chiều hoặc hai chiều đối với 256.864 thuê bao di động. Trong đây đặc biệt là thuê bao di động trả trước. Đồng thời cũng đã mở 4 đợt tuyên truyền về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước đến 48.675 thuê bao và 3 đợt tuyên truyền về nhắn tin chặn tin nhắn rác cho đến 1.500.000 thuê bao. Đấy. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp tiến hành là kiểm tra, xử lý đối với các đại lý mà đăng ký thuê bao trả trước của mình. Gần đây là các tin nhắn rác về bất động sản, về sim số đẹp là tiếp tục diễn ra. Đây là vấn đề cần phải tiếp tục xử lý. Vâng. Và những cái nguồn của tin nhắn rác chủ yếu hiện nay là gì thưa ông? Tin nhắn thì có thể đến từ hai loại hình. Thứ nhất là đối với tin nhắn từ các cái công ty, những nhà cung cấp cái dịch vụ cung cấp nội dung thông qua cái đầu số. Ví dụ như đầu số 87XX rồi 09XX thì đây là những cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ nội dung, người ta gửi những thông tin quảng cáo tới, yêu cầu chúng ta sử dụng dịch vụ hoặc quảng cáo hàng. Tuy nhiên, một cái vấn đề rất là nghiêm trọng đó là tin nhắn từ các sim, gọi chúng ta là sim rác. Người ta lợi dụng những cái sim rác này với cái giá cước khuyến mại rất rẻ của các công ty là chúng ta nó phát tán tin nhắn rác. Vậy thì bên cạnh đó, ngoài những cái hình thức của nhà mạng thì cơ quan chức năng đã có những cái cách gì để thanh tra và xử lý thưa ông? Bộ Thông tin Truyền thông đã có những cái chỉ thị. Thứ nhất là tăng cường quản lý cái thuê bao trả trước. Chúng ta có cái thông tư 4 về quản lý thuê bao trả trước, thông tư 14 về cái việc mà quản lý các sim trả trước. Thì nếu chúng ta thực hiện theo đúng những cái thông tư này, các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức thực hiện đúng theo đúng này thì cái việc mà cái sim mà rác là không thể nào có được. Cái vấn đề thứ hai là phải quy định về cái tần suất nhắn tin nó hợp lý. Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu là các tổ chức là quy định về cái tần suất nhắn tin cũng như yêu cầu các doanh nghiệp di động là sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật để lọc và ngăn chặn tin nhắn rác này. Trong cái quý 1 năm 2015 thì các doanh nghiệp cũng đã có triển khai. Tuy nhiên cái việc triển khai này nó chưa có hiệu quả. Vì thứ nhất là chúng ta thấy là cái gốc của vấn đề vẫn là sim rác. Cái thứ hai, cái biện pháp triển khai kỹ thuật là không đồng bộ. Ở chỗ là thì chỉ mới dừng lại ở việc là dựa trên cái tần suất nhắn tin trong một cái tần số nào. Mà còn cái việc mà lọc, những cái từ khóa để lọc thì chưa có chính xác. Và chúng ta thấy là đặc biệt là cái người sử dụng sim rác, người ta nhắn tin rác. Người ta chỉ nhắn một lần người ta bỏ sim. Mà cái việc chặn này là chặn sau khi đã được phát tán rồi. Vâng. Thì nó cũng không hiệu quả. Các doanh nghiệp triển khai biện pháp kỹ thuật của mình là mang không tính nó thống nhất tổng thể. Như vậy cái việc có thể hạn chế được cái tin nhắn rác, cái sim rác ở cái sim của mình quản lý, nhưng mà tin nhắn rác từ các nhà mạng khác tới đổ tới là cũng chưa hiệu quả. Vậy Bộ Thông tin Truyền thông cũng cần phải có hướng dẫn rõ về các tiêu chuẩn, các quy trình, các giải pháp kỹ thuật đồng bộ để các nhà mạng áp dụng. Vâng, và nhân buổi đối thoại ngày hôm nay thì ông cũng có những cái khuyến cáo cụ thể nào cho người dân nhận quá nhiều tin nhắn rác như thế thì muốn khiếu nại, muốn đề xuất thì sẽ liên hệ với cơ quan chức năng nào thưa ông? Khi chúng ta có những cái thông tin này phải hết sức cẩn trọng, không trả lời liền.
và phải xem vụ này giá cước nó như thế nào. Theo quy định là khi các nhà quảng cáo mà yêu cầu là sử dụng các tổng đài 1900 hay nhắn tin phải cung cấp giá cước, đặc biệt là tổng đài 1900 phải thông báo cước khi người ta gọi vào. Tuy nhiên việc này có nhiều đơn vị không chấp hành, do đó khi người ta nhắn tin dẫn dụ những cái này thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, là không cân nhắc để chúng ta không sử dụng những dịch vụ này vì nó có thể có những dấu hiệu là lừa đảo hoặc là dẫn dụ. Đặc biệt là chúng ta khi có những tin nhắn mà người ta kêu chúng ta là cài đặt hoặc là truy cập cái gì thì chúng ta cũng hết sức cẩn thận vì có thể dẫn tới những trường hợp mà tin nhắn này sẽ tự động trừ, những cái ứng dụng này nó tự động trừ tiền của chúng ta. Chúng ta phát hiện những cái tin nhắn mà chúng ta thấy rằng là có vấn đề lừa đảo thì chúng ta có thể chuyển tiếp cái tin nhắn đó đến tổng đài 456 là miễn phí của Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, hoặc là gọi tới các tổng đài chăm sóc khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ di động. Và theo chúng tôi nắm thì các nhà cung cấp dịch vụ di động cam đoan khi có nhận những cái tin nhắn này, những thông tin này thì họ sẽ kiểm tra và khóa tất cả những SIM phát tác có dấu hiệu phát tác ra. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, qua ít phút đối thoại cùng với ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng rằng đầu tiên thì chúng ta đã thấy được rõ những cái đường hướng trong việc thanh tra giám sát cũng như là xử lý cái hiện trạng tin nhắn rác hiện nay của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó thì người dân cũng như là người sử dụng đã có những cái chia sẻ, những cái khuyến cáo cụ thể trong cách tự bảo vệ quyền lợi của mình. Chuyên mục đối thoại mỗi ngày xin được khép lại tại đây. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.